lại nè, giác tường miếng này nè. Dạ. Hiểu không? Người ta bào nó vô nè, chị mua cho chị chưa? Ờ, chị cột lại đó. Giờ em không phải bước xuống đầu đây. Cứ bước đó đây. Đóng củi này chị lụm về bán đó ha. Ờ, chị lụm bán đang mua gạo ăn đó cơ. Dạ. Chừng té nha. Cái bàn thờ trên đây là chị thờ gì? Chị lụm, chị đốt nhang, chị gian chế ông bà chờ Phật độ chị đó. Dạ. Đừng buồn nghe nghèo, đừng dặn nha. Trời ơi, đâu có sao đâu. Rồi chị nãy giờ chị buộc được nhiêu mà chị cầm cái đó cho em coi thế coi được nhiêu cái rồi. Nè, tại lâu nói chị. Được 1 2 3 4 5 6 7 8 mà 8 mà hết cộng dây này cũng cỡ 13 13 14 cái bộ đồ à. Quỹ của anh chị Vũ Âm ở Mỹ là 1,5 triệu. Còn 500.000 em chích tiền quỹ của anh Thọ bên nước Úc thêm vô 500 nữa là cho 2 triệu để cho chị làm rồi dư ra được số tiền để mình mua đồ ăn, mua đồ những cái đồ gì cần thiết mà chị sử dụng dụng á. Chị, dạ? Chị thứ mấy chị? Ở nhà em Út ở trên đó. Dạ, vậy em kêu chị Út nha. Chị Út cho em xuống xe, ủa xin lỗi xuống ghe để em trò chuyện với chị được không? Được. Dạ, cảm ơn chị, để em xuống. Chị Út cho. Ủa chiếc ghe này vô được không? Hả? Cũng không có được tới miếng. Rồi, vậy em phải lội xuống rồi. Bước thế này nè. Ồ, vậy là bước ở đây là gãy. Ờ, gãy mới cột lại đó. Dạ, rồi em bước trong đây luôn. Ờ, đúng rồi đó. Ồ, lần đầu tiên lâu quá phải lại xuống xe ghe lại. Cho em phép em đứng trên đây em coi chiếc ghe cái. Ờ, đứng đây nó. Ờ, chiếc ghe bề ngang khoảng 9 tấc 1 mét rồi mọi người. Giống như là một chiếc xuồng, hơi lớn hơn chiếc xuồng thôi. À. Đây. À, chiếc ghe một về bà chị đắp xi măng nè. Mới đắp xi măng ngày hôm qua. Dạ, yeah. Chị mới đắp xi măng hôm qua. Trời ơi, nước làm vô hả chị? Ờ, dạ, cho đó. Phép em đeo cái Migo cho chị. Dạ, chị đeo vô giùm em. Ờ, chiếc ghe này mới một là chị thay. Chị chép xi măng như thế này. Chép xi măng lại nữa. Ồ, tội nghiệp chị quá. Nghèo biết không, không có chỗ ngủ nữa rồi. Ở dòng họ thì cháu mơ đuổi, múc đuổi hoài, mình có sao nói vậy nha. Dạ. Rồi cái mấy cho số chúng ta mới cho được 500 ngàn. Và dạ. Mua được chiếc ghe ở là gần năm rồi đó, mua ngày 29 đó. Ôi. Chờ là chị mới chán xi măng lại như thế này đây. Từ lúc mua là chán mình nên luôn. Chị chưa tự làm. Tự làm mình nên luôn. Ồ, chị giỏi gì vậy? Ồ, chị trên chiếc ghe chị trống lỏng mà mục nát mà không có gì hết trơn luôn. Chỉ có cái mụn với quần áo này thôi sao? Có nhiều quần áo này của người ta cho, chị lụm lại chị dạ, cột cho bạn. Em xích giùm coi. À. Là chị cuộn quần áo như thế này hả? Chị cột lại chị nè, chị cột lại hiểu không? Như chị cuộn lại chị cột lại gì nè. Như cái cũng của chị gì phải không? Cái bị nó hơi móc này nghe, đừng dặn nha. Dạ. Cái chị cột chị quấn lại gì nè. Chị quấn chị cột lại gì nè. À. Hiểu không? Quần áo của chị nó để đồ dơ hoài đó, cái chị quấn lại hiểu không? Dạ. Con Di đâu mất tiền nữa, chị mới quấn cái rồi. Chị nghèo thiệt chứ chị. Ờ, quấn lại cục cục như vậy hả chị? Ừ, rồi lại. Để bà lại mình không có chỗ để đồ, mình quấn gì cho nó gọn hay sao? Ờ, quấn để trong bao nè. Chị mới vừa tháo này thì em tới liền. Rồi em nhìn trên ghe chị là dường như là không có một cái gì chống lỏng không luôn. Có, ngoài những cái bộ đồ này với chị, cái mùng ngủ, cái mùng chiếu. Ủa hổm chột chân, chị mới mua, ta mới cho mày chị mới tấm thiết lót lên đó. Rồi có nhiêu đồ đây treo đây? Có nhiều á. Rồi hàng ngày chị ăn uống như thế nào? Có lúc chị nấu cơm, bữa hổm chỉ cho chị mua bếp ga. Chị không có tiền chị bán, chị không ngồi đây đi. Dạ, ngồi dạ, đem. Dạ. Cái chị mới bán, chị bán ga mua bệnh hoạn đó. Dạ. Vì bệnh cái chị mới mua đồ ăn, thuốc, uống thì người ta nói xấu chị, nói là chị là ăn tiền không ấy gì đó. Yeah. Cái ta hại chị đủ điều rồi chị buồn rồi, bữa hôm với lại mới cho chị được 1 triệu đồng mà chị ăn trước chứ sao hết trơn rồi chị. Yeah. Cũng cảm ơn chị thương vậy lắm, để người ta cho tiền cái chị để dành mình ăn từ từ. Ừ, từ từ trong lúc không có tiền đi coi bói, người ta nói là chị là đi nói dối hiểu không? Dạ, chị còn đi coi bói nữa. Chị đi nói bói, người ta nói chị là đi nói dối ăn tiền. Thôi có cái coi bói á thì mình đừng có đi coi, nhưng mà ai có duyên gặp mình á thì đúng mình nói chơi đồ thôi. Tại người ta mình kiếm. Mình tại vì cái đó là nhà nước ta không cho chị. Không dám, nhà nước không dám, để chị dạ. Nói nghe. Ví dụ em đi làm cái người đi làm từ thiện phải không? Dạ. Nếu người nào có duyên thì em làm phước. Còn dạ. Chị thì ông bà cho chị đi coi bói để thử thách trần gian. Dạ. Một vẻ bài có đạo đức ha, thì sẽ chị sẽ cho ban thưởng. Lần thứ nhất tốt, lần thứ nhì là ác, lần thứ ba là không được tốt hết trơn rồi. Dạ. Chứ em đi quay em cũng hiểu không? Dạ. Chị này chị 40 mấy tuổi thiệt, hồi nhỏ lớn chị cũng vất vả vì chồng vì con nhiều dạ, lắm. Dạ chị họ tên gì chị?
chị tên là Trần Thị Út Đẹp, quê xã Trần Thị Út Đẹp, quê tại đây luôn. Ừ, quê quán xã Đinh Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Chị bốn mấy đủ tuổi để chị nè, đợt chế trước để chị 50-60 tuổi đó. Dạ. Vậy sao mới chỉnh là chị 50 tuổi chị chữ như nước hoài này đồ. Là chị mặc đồ là chị gói lại như cục cục như thế này. Là tại vì trên ghe mình không có chỗ để đồ là chị phải làm gì cho nó gọn. Cho em hỏi nha. À, tại sao chị thích lại đeo vàng nhóc hết trơn như thế này á? Thôi đừng đấy hỏi gì biết không? Thí dụ tại vì thích đeo thì chị mặn, chị kiếm tiền chị mua chị đeo. À, hiểu không? Là vàng giả hay vàng thiệt chị? Này chị đeo vàng giả không à? Vàng giả nhưng mà một chiếc gì nó khoảng bao nhiêu tiền? Vài chục ngàn hả? Ồ, vài chục ngàn, còn cái này cũng vậy hay sao? Ừ. Chị có đeo dây chuyền không? Có. Có luôn. Ừ, chị đeo chuyền đó. Chị đeo Phật, chị phái Phật, chị đeo Phật. Ồ, cộng dây chuyền nó đẹp lắm. Ừ. Hình Phật đẹp lắm. Hôm hai chị leo quay chị đó. Dạ. Nó ghép chị trong cái vô tiếng, chị thấy chị có đeo chiếc nhẫn hột xanh đó. Dạ. Đi theo chị thì nghe chị đó bé nói nè, cái hai chú này ghép hai cái cô theo phải không? Chị không buồn người đó lắm hiểu không? Dạ. Nhưng mà có thương chị thì đến thăm chị cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Chị bệnh không phải là chị bệnh tâm thần đâu. Một chị một coi nhỏ nhỏ đó chị chưa biết mẹ của chị ra sao. Dạ. Chưa biết mặt cha chị ra sao, ngày chị lấy chồng có mười mấy tuổi. 16 tuổi thì năm 17 tuổi chị ôm con là ta hại chị lang thang. Dạ. Lang thang chị mới xa con của chị đỡ tù đó cu một năm trời đó. Dạ. Cầm giấy về hay là chị bé chị phải đi kiếm việc làm, chị xin vô quán thì người ta chơi bời, chị đâu chơi bời đâu. Thì một hai ngày chị sẽ bắt vô chồng chặn chồng mấy tháng đó chị về. Dạ. Thì tôi sống với chị mới lấy chồng, chị sẽ sanh thiếu con chị gà hiểu không? Dạ. Con của là chị. Là chị có chồng có con. Ừ, thì đặt đúng tại, đó, lúc mới con, là... Dạ, hiện tại chồng con của chị đâu? Chị không ưa mấy người đó. Mấy người đó bỏ chị nhìn đó anh khác không? Vất vả bị tù tội, không có cơm ăn này nọ, chị quán hẳn. Dạ. Chị không có ưa mấy người đó. Ồ, chị buộc đẹp quá, ở đây là một cái, rồi nó liền lên hay gì chị? Ờ, liền lên chị treo, nữa. Đâu chị dở lên cho em coi thôi coi. À, là từng bộ, từng bộ như thế này. Độc lạ, đẹp quá. Trời ơi, sống dưới ghe cái chân cái bãi này rất là mát luôn chị ơi. Chị đậu nhờ để tôi mới chị lượm củi nè để dành cho bán. Chị đi lượm ở đâu? Chị đi lượm dọc đường cái củi người ta bỏ ghê chị lượm phải không? Trong đống ta chị không có lấy. Dạ. Chị nớ hiểu chưa, cái củi như chị nhìn như chị mồ côi cha mẹ nhưng người ta bỏ ghê chị. Chị nhìn cái củi mà người ta còn xài được để trong đống chị không lấy cái củi bỏ ghê ghê chị lượm về. Dạ. Lượm mấy sông, lượm ở trên mấy bờ. Không, chứ bờ bên đình mình nè. À. Dạ. Như cúng đình đó người ta về người ta bỏ lại chị lượm như cái bản bỏ lại chị lượm về luôn nè. Dạ. Chị hết nó bản. Cái bản của người ta cắm mà chị lượm về chị cắm đó luôn. Chị bán đình nó rồi bỏ về nè. Dạ. Cái năm nó về cũng biết bỏ dán nhóc kia phải không? Cái chị lượm về chị mua cái trước rồi chị dục cái xong chân chị nóng là chị dục xong chân còn dán này là chị mua nè. Mua của người ta. Dạ. Chứ người ta cho mấy tấm. Là cái chị mới đóng theo những cái đường này để chị đâu đóng nằm... chị gác tới nè. À gác chị, rồi mình che cái này để chiếu lên ngủ cho nó dễ. Nó người ta cho chị chiếu, chị không có chiếu ngủ nó khổ dữ lắm luôn. Bị hỏi cho giờ, hỏi chị đi mần mướn người ta không mướn, rồi bán với số thì không có vốn bán rồi lỡ bệnh hoạn hết vốn tiền đâu thường, ta đâu có vốn với số à. Không dám bán với số à? Ừ. Xin tính bán với số hả, bán lần cái mất tiêu vốn chơi nghĩ bán. Sao mắc, chị phải bán chị giữ tiền chứ. Chữ gì, dù bán 100 tờ số bán chiều vốn lời là chi ha, chi Ngọc nó là 1 triệu, chiều bán vốn lời có 700 chứ 800 à. Sao kỳ á chị? Nó, không biết sao hụt mất tiêu hết trơn đó. Cái bán càng ngày cái hết vốn còn có 900 ngàn cái ngày đó chị nghỉ đó. Dạ. Chị nghỉ bắt đầu cái chị qua bên đình mình nè, mua có 2 cái củng mà sao hết trơn 900 ngàn. Đồng áo này của người ta cho chị không nè. Chị để chân bao nó hơi móc nha. Chứ chị không có giờ hơi móc đó. Ủa cái chị gì? Chị hàng ngày ăn cơm nước làm sao? Có lúc chị nấu cơm, lúc chị ăn cơm. Ủa chị nấu ở đâu? Nấu trên bờ chị lên. À, vậy là cái lò chị để trên bờ là chị đem nồi chảnh nấu. Ừ, nào nồi cho nó mấy nồi chị cột cho nó. Dạ, vậy nước xài đâu chị? Xài nước với sông. Múc với sông mình xài luôn. Ừ. Chứ mình không có lóng phèn luôn cho trong nè. Không, người ta là lóng phèn chứ đâu bằng cái lời nói của chị đâu. Dạ. Lời nấu của chị giá đất đai phải không? Chị lóng gì nè, chị lóng đi ba nước độc đĩa phải không? Dạ. Rồi chị mới nấu miếng cơm cho em. À, vậy là trước khi chị múc nước xong này chị nấu là chị phải giấy rồi mới nấu. Chị giấy đất đai chị lọc phải không? Chị lọc có nước ở trong gieo. Dạ. Chân chú chị trong gieo sạch trơn, tim mật dầu nó trong gieo sạch trơn luôn. Rồi chị đi lâu lâu cái gặp cái cô bói cho người ta cũng cho tiền xài hả chị? Hôm đó chị cô bói thì mới đầu chị mới đi cô bói ông bà cho chị cô bói ngàn, chị coi quẻ có 5 ngàn, 10 ngàn hàng. Dạ. Cái sau đầu cái người ta cho chị lên 100 ngàn. Ồ, dữ vậy? 100 ngàn. 100 ngàn, cứ biết sao đầu cái cô bói người ta khi dễ chị này nọ, ta mà ăn được, ta lên đời đó.
Tao khi dễ chị rồi, chị giờ chị ghét chứ không có coi. Nhưng em gì là chị coi được không? Chị coi là coi bằng về tay hay coi gì? Trời, chị nhìn tới giống gì chị biết ngày nào người nào tới luôn. Chị biết trước luôn. Sao không biết? Như bữa nay chị biết là em tới đây không? Em họ chị không biết em là người nào. Dạ. Em giả bữa nay chị biết, bữa nay có người đến đây chị biết luôn. Chị biết trước luôn. Ừ. Hay vậy đó. Cái đó ta gọi là như là chị có căn phải không chị? Căn gì? Hay từ sao chị? Từ nhỏ lớn mình mồ côi cha mẹ, hiểu không? Dạ. Người ta ám hại mình. Ta ám hại mình riết thì Phật trời ban cho mình cái giỏi thôi. Dạ. Chứ đi nói dối thì không có rồi, đi lường gạt cô bác không có rồi. Cái dây này dây dài, chị buộc làm sao cho nó hết cái trọng dây này, chắc lên cũng mười mấy bộ đồ quá chị. Chị cột vậy nè. Coi chừng nào mặt mới tháo ra. Nếu chị bận cái nào chị thích bận nào cái chị là cắt chân chỗ đó nè. Dạ. Yeah. Chị thích bận chỗ nào chị cắt cái chân chỗ cái áo này nè. Chị thích bận áo này chị cột lấy áo này bỏ. Chị ăn chay hay ăn mặn? Chị ăn cái gì cũng ăn, chị dụ có chị thèm cơm thạch chị mua cơm thạch. Dạ. Dụ chị thèm cơm tương chị ăn cơm tương. Sống mình nên thấy cũng khỏe ha chị. Sống mình nên cũng khỏe, mình muốn ăn thì ăn. Em sao chị coi coi tướng em sao? Thôi chị không nói. Nói lên phim cái nó công nổi tiếng, người ta đi đến ta kiếm ta coi hoài nữa. Em thấy chiếc kia quá trời mục luôn rồi, mấy cái mối mọt nó ăn hết trơn rồi nè. Bữa hổm nó ăn hết trơn, chị mới tuôn ra nè. Dạ. Tuôn chị quét rồi đâu. Chị cần sửa lại cái gì không? Sửa không có tiền cưng ơi, như là chị không có tiền chị. Mà chị cần sửa cái gì ghe như chiếc ghe này là chị sửa cái gì lại cho nó ngon? Chị muốn sửa sao phải không? Chị muốn thợ lại đó, ấy cái mũi là cho chị phải không? Dạ. Như là dạ cái mũi, đóng cái mũi lại. Dạ. Thấy cũng tốn 100 rồi chứ chị mướn ta đóng này nè. Kéo rồi chứ chị mua cái miếng thiết nè. Đóng mà này là bỏ này nè. Dạ. Chị mua cái miếng thiết kia cái đóng cho người ta đóng xuống rồi để chạy thiết đó lên chị ước chị nguyện. Chị mướn ta đóng à? Hay chị làm? Chị đâu làm được, cứ đó là nhiệm vụ đàn ông. Chị mướn ta đóng. Dạ. Cái này phán nhiêu tiền? Chị không biết nữa. Thiết rồi mình đóng mình tấp vô. Không tấp có tấp ngang hông này không chị? Không khổ như vậy chị. Là ở trên đây. Nói chị nói cứ nghe như bây giờ như mình để gì luôn thì hiểu không? Dạ. Mình quét tuôn này xuống rồi mình cho người ta mua miếng thiết mỏng đó cơ ngoài đầu. Đóng từ cái miếng này tới miếng sau phải không? Vậy cái là cây... nước không vô nữa. Cái cây sao cũng biết, bị cây sao nó mục gãy mình phải đóng cây ngang lại cái nữa cơ biết không? Rồi cái miếng thiết đóng cần biết nó sập xuống như tới miếng dán này nè. Dạ. Cứ hiểu không? Như cái miếng dán ta đóng mình nào. Đóng cho nó sập xuống chút xíu. Sập tới như miếng dán theo mình tuôn này ra hiểu không? Cưng mới đóng xuống gì nè, rồi cái miếng thiết trên cưng mới đậy lên cho chị ước nguyện như vậy đó. Vậy là không sao. Chị yên tâm, chút xíu em sẽ gửi tiền của Mạnh Thường Quân để cho chị, để chị muốn một người thợ với mua thiết về đóng một ngày một là xong. Cái này mau mà. Chị cảm ơn nhiều nha. Dạ. Cho chị để có sống là coi trên một cái chiếc ghe một nát như thế này. Rồi phải chán xi măng như nè, bỏ hổm là nước ở đây nó rịnh vô hay gì chị? Không, nước vô hoài chị mới mua xi măng chị. Nè nước vậy. Ở trên cái mũi nè, không trên cái mũi nó chảy vô nè. Nó trên mũi chị tắm không, nó chảy vô nè chị tát ra. Dạ. Chị ấy bích lũ trơn luôn đó. Cái mũi này nó hư rồi nè. Thì nó hư rồi bà, chị mới mướn đóng cái mũi lại. Cái mũi này hư. Mùi Ly á dạ? Ai à? Mùi Ly. Quen hả chị? Quen, Mùi Ly. Dạ. Xuống đây chơi Mùi Ly ơi. Cái mũi hư nè, đóng lại sửa lại cái mũi này với tắp lại cái mũi lại. Thì không biết là bị gì bữa hôm mướn đóng cái sạp phải không? Dạ. Cái nó hư cái mũi, chị mới lấy đồ chị cột, chị ấy xi măng mà chị ấy lại. Giờ chị tính mướn ta dạt tới mí đó ra. Rồi ấy bà ấy cái mũi lại. Rồi cái chị mua, có xin tiền chị mua thiết ra chị mướn người ta đóng đó. Dạ. Đóng bích lại nè, như cái hai cây ngang biết nó gãy đó nó yếu rồi chị không dám lên. Rồi chị mướn người ta đóng đàng hoàng rồi chị mới lót thiết trên biết rồi mới dằn lại. Dạ. Vậy là chị sống tổng cộng là trên chiếc ghe một nát như thế này là bao nhiêu năm rồi chị? Chị hồi nhỏ lớn chị mồ côi con, chị đi sống lang thang như là chị ở đậu nhà người ta. Yeah. Mơ chị ở đậu ngủ đậu chỗ này mốt ngủ đậu chỗ kia. Rồi chị mới cho số người ta chúng ta cho chị 500 ngàn chị mua chiếc ghe này nè. Chiếc ghe trước thì mua 1 triệu đồng. Xuống chơi một ly ơi rồi mới bán. Yeah. Mới bán rồi biết không, ngồi đậu ở đây người ta cũng hại, chị có nói với tiếng dĩ gì nè. Mà chị đậu nữa nay chị cũng buồn hiểu không? Vậy nên nếu mà cần đậu chỗ nào thì mướn người lại bơi cho chị vậy đó. Vì mình ơn chị bơi không được. Nhưng mà chị rất cảm ơn mà như Mạnh Thường Quân hay là em Út có đến đây thương chị thì chị rất là cảm ơn. Tại vì chị quá nghèo mồ côi cha mẹ, không có cha có mẹ. Sống bằng người đi câu bói, hồng đó không đi câu bói thì cũng sống vất vả dừng chân chị em cho bữa cơm. Chúng chơi mình lấy ai? Rồi về cô bán cho bữa cơm ăn gì đó. Ăn thiếu bị gì bệnh phải không?
bệnh nó nóng hoài ăn thiếu người ta rồi tiếng chỉ bữa đó cho 1 triệu đồng thì trả nợ lê quay còn có mấy trăm ngàn à rồi, rồi ăn này nó hết trơn rồi ăn thiếu đó rồi à, nồi cơm nồi chách của chị nấu đâu có đầy đủ không? Này của người ta cho chị 2 cái nồi đó. Dạ 2 cái nồi. Ừ, 2 cái nồi. Nếu mình nấu củi. Chị nấu nước, củi. Nước thì chị nấu dưới sông. Ở dưới sông này. Chị dế ông bà, chị dế nè, trời nhờ trời Phật. Chị mua cái lu đi rồi chị để trên bờ múc nước vô để nó cho nóng trong mình ấy. Thôi cứ ngên nó để trên người ta để nước dơ mình ăn bệnh chết luôn. Chị không? Để nước đục quá mình nấu cái thấy nó hộp cơm nó không được trắng không trong. Chị coi trong mạng đó. Chị thấy người ta đi làm phước mà chị cũng rất là vui mừng hiểu không? Dạ. Nhưng mà chị sợ một cái mà cho mà hại chị sợ lắm luôn nha. Dạ. Hiểu không? Ví dụ hồi kiếp này cũng có làm phước cho chị thì chị rất cảm ơn. Nhưng mà đừng có hại chị nha, chị cũng vui là sợ hại lắm. À, em này em phiên chân thành thôi ha, chị làm được thì làm. À. Theo em thấy á, chị để dành tiền để mình mua đồ ăn, mình ăn. Ví dụ bà con của bác có thương mình nữa mà cho. Chị hạn chế lại để mua mấy cái đồ giả này. Cái này mua lâu rồi, này mua lâu lắm. À mua lâu rồi ha. Ừ, mua lâu lắm. Tại vì mình mua mình đeo á, thứ nhất là nó nặng tay, thứ hai có thể nó ra ten rồi nó bệnh mình đó chị. Thì biết rồi tại mình ham. Dạ, tại lúc đầu ham đó ha. Cũng như chị ham, chị nói hiểu gì chị quá ham vì mình không có tiền mua vàng thiệt. Dạ. Chị ham đeo để đỡ buồn không? Mình thấy người ta có cha có mẹ mua vàng thiệt đeo còn mình không có vàng thiệt chỉ đeo cho đỡ buồn hiểu không? Dạ. Chứ không phải là chị đua đòi. Dạ. Chị nói đúng không? À, vậy từ đây về sau mình đừng có sắm nữa nha. Không, chị không mình sắm nó uổng tiền lắm. Tại chị ham. Tiền mình ăn đi, tại mình không có tiền. Tại chị ham đeo Phật, chị mua 40 và mặt Phật rồi đó, chị phái Phật đó, không đeo gì Phật đó. Phật thì tốt. Ờ. Nhưng mà còn mấy cái này mình đeo nhiều quá thì nó không tốt, nó cái này nặng tay. Cái này bốn bộ nó lúc nó bị bệnh nó chị ngứa. Ờ, nó không có ngứa. Không luôn. Không luôn, chị đeo ha mẹ, nếu đừng có hại chị, cái này nó đẹp lắm luôn. Dạ. Nó không có là tiền mà nó không ngứa chị luôn nè. Cái nào nếu ngứa chị giục bỏ rồi. Dạ. Ngứa là chị giục bỏ nó. Chị giá có tiền chị mướn người nào đó tuôn này xuống nè cái mua thiết mỏng nó đóng cho từ cái miếng này qua tới đây vậy đó đầu có chị không có sợ dột mưa chứ đây chị chép mưa lại ờ chị ghi mấy cái số này là số gì hả chị ăn thiếu thì được ghi ăn thiếu người ta mượn 50 ngàn nè à rồi trên nước 10 ngàn 10 ngàn 10 ngàn trên nước 10 ngàn 10 ngàn à rồi bên đây thì mượn 50 ngàn nè 50 nè rồi số 30 nè là 7 ngàn nè số 7 17 ngàn nè là bịch xà bông nè là ăn thiếu người ta ghi trên đây để nhớ trả ờ trả rồi chị chưa trả phải không còn thiếu và năm lù ba nếu mà trả rồi sao chị không chịu gạch ra để bỏ chị đi quên này trả rồi chị thiếu được sao này nè ờ, chị rồi ăn thiếu ghi ra để nhớ trả ha không trả là sẽ tội hả chị ờ chị không có ăn da đời của chị em không có thương chị mới ở dưới ghe của mình anh gọi nó nói này dạ, dạ. Đó. Em gọi rồi nó kẹo sống luôn Yeah. Đừng buồn nghe nghèo đừng dặn nha trời ơi đâu có sao đâu rồi chị nãy giờ chị buộc được nhiêu mà chị cầm cái đó cho em coi thế coi được nhiêu cái rồi nè tại lâu nói chị được 1 2 3 4 5 6 7 8 mà 8 mà hết cộng dây này cũng cỡ 13 14 cái bộ đồ à chị hạn chế mua đồ lại đi nghỉ mua rồi chị ví dụ bà con có thương chị có cho tiền chị thì chị để dành đó mình để mình mua đồ ăn mình ăn tại vì mình không có làm ra tiền mà biết rồi nói chị nói rồi chị hiểu rồi nhưng mà chị nói với em ha là như chị ham mấy món đó chị mua rồi là chị mừng chứ không có mua nữa như mua được rồi nó mừng cái chị không có mua nữa dạ mới chị mua không được cái ngủ nằm trên bao thấy hoài dạ ví dụ chị thèm cái đó đầu cái không được cái nằm trên bao thấy hoài cái đầu mua được cái mừng lắm cái không chứ nằm trên bao nữa dạ chị nói cho em hiểu rồi hiểu không dạ, hiểu. Tại ví dụ như cưng ví dụ cưng muốn ao ước cái điều đó thì cưng làm được cưng mới có ngủ được cưng ao ước không được cưng cũng bực bội trong lòng dạ chị nói ở đây cũng gần chỗ em mà ví dụ mà em có đi ngang xã này em ghé đây em thăm chị em gửi cho chị chút ít để chị xài bây giờ trước tiên là chị chị phải có người mướn để làm cái ghe cho chị không thì nếu cưng có thương thì cưng mướn người giùm chị chứ bị chị khờ lắm biết em thì ở đây thì em không biết mướn ai nữa tại dưới này đây thì xíu lạ chị kêu người đóng cho chị đi đóng lại tức là mua thiết á thì mua thiết đóng bọc ở đây nè từ thiết mỏng này thiết mỏng á qua bên đây mở phía trên đó từ trước dài ra sau trước sao mà cưng biết trước dài ra sau chắc cũng được 5 mét hả chị 4-5 mét biết nhiêu thước nữa có chục thước à chưa tới tại mình làm ở trên đây không thì chưa tới từ miếng đó từ miếng này tới đây cũng không có nhiều tiền đâu thiết nhiêu đây không có nhiều tiền
Với công cái người đóng mà một ngày công nữa. Chiếc mỏng đó cơ. Dạ, trung bình là phải 1 triệu trở lại. Dạ, với chị sửa cơ mũi chừng trong ngày chuyên giá vậy cơ. Dạ, để em sẽ thôi đi cưng, sẽ gửi tiền một ít của Mạnh Thường Quân đã gửi cho em trao đến cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì em xin gửi chị chút ít để cho chị có thêm tiền để sửa lại chiếc ghe để ở. Chứ em thấy chị ở như thế này, ghe một nát mà tráng xi măng lại như thế này nè, nó lủng giờ nào không biết, thì rất là nguy hiểm cho chị. Nghe em nói chị cũng động lòng, chị rất cảm ơn em nha. Dạ. Em chị cầu chúc em làm ăn phát đạt giàu có. Dạ. Cho chị gửi Mạnh Thường Quân được. Em xin gửi cho chị 2 triệu ạ. Chị cầm giùm em cái chị. Đừng hại chị nha. Dạ không, 2 triệu này là 2 triệu sửa ghe ha. Dạ 1 triệu rưỡi, 1 triệu rưỡi là của anh chị Diệu Âm ở bên Mỹ. Dạ. Còn 500.000 thì em cộng vô thêm nữa tiền của anh Thọ ở bên nước Úc. Dạ em xin gửi hai Mạnh Thường Quân là 2 triệu cho chị để sửa chiếc ghe của mình lại sinh sống cho nó tốt hơn cảm nha chị. Cảm ơn em nhiều nha. Chứ em thấy gì là một nát em thấy tội nghiệp chị quá. Chị cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Mà chị cầu chúc cho em làm ăn phát đạt giàu có nha. Dạ. Chị chúc cho Mạnh Thường Quân với người nào cho tiền chị rất là cảm ơn. Dạ. Mà chị cảm ơn em nhiều lắm. Em... Mà bây giờ chị phải nghe lời em, chị phải mướn người ta mua thiết đóng lại mướn cho đi. Chị. Yeah. Theo em đoán là chưa tới 1 triệu, 1 triệu trở lại là chưa tới 1 triệu. Nhưng mà không biết hồi nọ nhỏ lắm chứ không có biết mua thiết, mới thiết mỏng nó gần thiết mỏng mà thiết trơn vậy nè nghe. Dạ. Yeah. Thiết trơn đó, thế chứ thiết mỏng. Chị ra chợ, chị hỏi hoặc hỏi là chị nha. Có người bà con dùm bên đây không? Nãy chị có, nói đó. Có. Chị nhờ người bà con nào đứng ra làm mua và làm dùm cho chị đi. Theo em á cái thiết này cũng vài trăm ngàn à. Rồi cái công làm cái chừng 200 ngàn, 300 ngàn trở lại thì cho chưa tới 200 đi cưng, cho người ta tiền công 200. Dạ đi. Dạ. Chị bỏ túi thì để nó bay chị. Chị cảm ơn em nhiều nha. Chứ chị cho chị gửi Mạnh Thường Quân được Mạnh giỏi tiền của người nào gửi chị 500 hả? Dạ của 1 triệu rưỡi của anh chị Diệu Âm, em chích tiền quỹ của anh chị Diệu Âm ở Mỹ là 1 triệu rưỡi. Còn 500 ngàn em chích tiền quỹ của anh Thọ bên nước Úc, thêm vô 500 nữa là cho 2 triệu để cho chị làm rồi dư ra được số tiền để mình mua đồ ăn, mua đồ những đồ gì cần thiết mà chị sử dụng á. Chị cảm ơn em để chị mua chị xài. Không, bây giờ chị trước tiên giờ chị hỏi ta chị ra chị mua thiết trước đi. Dạ. Nha. Để chị lấy cái dây chị đo coi bề ngang bao nhiêu. Dạ. Rồi bà dài bao nhiêu rồi chị mới ra ngoài bà Sáu chị hỏi mua thiết trả đó. Trả cái bên mà. Cũng dễ rồi mà. Chị mua thiết rồi chị mới hỏi người ta đóng bao nhiêu tiền, chị mướn người ta đóng. Dạ. Chị mua cây thêm cưng bị cái ngang nó gãy đó cưng. Thì bây giờ em mới nói chị là cần thiết mà sửa chiếc ghe như thế nào thì chị cứ sử dụng đi. Đang ngồi đàng hoàng đi. Dạ được rồi, em nãy em ngồi bên nó bị bị dập bẻ. Em ngồi gì cho thoải mái chị ơi. Cứ ngồi đây đi. Dạ em ngồi gì cho thoải mái. Ngồi gì. Dạ. Nè cứ ngồi gì đi. Rồi đồ chị vậy nè. Này đúng người ta cho chị nè. Dạ vậy là chị là phải buộc lấy cọng dây gì buộc tất cả cái đồ lên một cái sâu dây đồ như thế. Chị gọt dây chị bỏ vào chứ hổm chị nhùi nó chùi đồ dơ vãng chị đã căng kinh chị chữ quá trời nữa nè. Dạ. Chị gọt cũng nó không chùi mày được. Dạ. Cái mùng này bữa hổm nè chị mua có mồi lọc 50.000 cái chị ngủ. Chị nói là bữa hổm có mùng có mền nó chùi thú quắc chị mới rồi dục. Có gói có mền gì không thôi chị có gì thiếu rồi chị đi mua thêm nữa chị tính mua cái mền bữa nay nếu có tiền chị mua cái mền. Dạ mua mền mua mà, gói gì đây chị mua đây em mới gửi tiền đó. Dạ cảm ơn em nhiều nha. Dạ nói nghe thấy này, chị sống như vậy thấy vất vả quá trời luôn. Nếu mà cưng có thương chị thì cưng đừng có nghĩ gì chừng nào mà chị sai lời thì được quyền cưng trách móc chị hiểu không. Chị đâu có sai gì đâu, chị nói không bình có, thường mà. Không có ví dụ mà, thí dụ con cho tiền chị mà chị làm sai lời thì em giận chị. Dạ. Hiểu không? Chị bây giờ chút xíu chị phải nhờ. Không mà chị, em không giận đâu, miễn sao chị... Làm chị ghe gì? Làm chiếc ghe lại là em mừng rồi. Sửa chiếc ghe lại sao cho chị ở, đừng bị dột xuống là được rồi. Dạ, là em thấy tốt, quá tốt rồi. Không có, mới gặp đầu tiên là em tốt lắm, là chị mừng lắm luôn, hiểu không? Dạ. Chị mừng lắm luôn. Còn ngoài đây thì trống lỏng ngoài đây trống chị, lỏng chị cũng chán xi măng. Chị chán xi măng từ đắng lại trơn cưng rồi cái mũi đắng chị chưa đóng sạp đó. Dạ. Thôi nè chị mở mồm cho cưng lại coi nha. Dạ. Được rồi em đứng đây được rồi chị. Dạ vậy rồi có gì lần sau á em có đi ngang đây em ghé em thăm lại chiếc ghe của chị sẽ có cái dàn thiết ở trên mới. Đúng là chị nghe lời em mà. Dạ. Nếu mà chị không làm nữa cưng lại cưng buồn sao. Dạ. Chị phải hứa với em là chị phải mua đi ra chị hỏi mua thiết để chị lấy cọng dây chị đưa. Mỗi người làm đi. Tại vì người ta đóng đinh xuống cái phần này rất là dễ thiết. Còn chị thì nữ thì hơi khó, em mướn người là đúng đó cưng, chị đóng thiết nằm sấp ở đây nè cưng. Dạ. Đầu cái mình già mình đè thiết ở trên gió nó không có tóc qua ghe của chị nữa. Dạ. Vậy chị cảm ơn em nhiều lắm luôn nha. Dạ. Lần sau em có ghé em có thể là
là thương chị gì có thiếu thốn gì thì em gửi cho chị thêm. Vậy đó. Dạ thôi em xin phép, cũng em cũng đi công chuyện rồi, em xin phép chị để em lên bà để em đi chị cảm bên ơn bà thốt nốt nữa, có công chuyện nữa. Thôi chị cảm ơn em nghe. Dạ em chúc cho chị được mạnh khỏe nha chị. Sống ở dưới đây vui vẻ, có bà con cô bác xóm riêng thương để ý để giúp đỡ cho chị nhiều hơn nữa. Đây chị nắm da của chị một hết trơn rồi nè. Thì da chị một trơn nước đó. Nước vô chị kêu người là sửa lại cái mũi này thì nè chị. Chị tính sửa cái mũi không hiểu nè. Dạ. Chị nấu nè, vét này lại nè, vét từ miếng này nè. Dạ. Hiểu không? Người ta bào nó vô nè, chị mua cho chị chưa? Ờ chị cột lại đó. Giờ em không phải bước xuống đầu đây. Cứ bước đó đây. Đóng củi này chị lụm về bán đó ha. Ờ chị lụm bán đang mua gạo ăn đó. Dạ. Chuyện té nha. Cái bàn thờ trên đây là chị thờ gì? Chị lụm chị đốt nhang, chị gian chế ông bà chờ Phật độ chị đó. Dạ là chị để không, chị nhà chị không có bàn thờ, chị lụm cái này về để thờ. Chị lụm đốt nhang nè, còn cục này nè ngay. Dạ. À. Rồi em cảm ơn chị. Chút xíu nó quên cái nít rồi. Rồi bye bye chị nha. Dạ. Rồi câu hớn mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh chị Diệu Âm ở Mỹ, cũng như là anh Thọ ở bên Úc là luôn đồng hành cùng câu hớn đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Câu hớn xin cảm ơn rất nhiều và cảm ơn quý bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi clip của mình nha.